Nào, ta hiểu đây. Đây, xuống đây. Ra đây tao lon cơm đây. Vâng. Xong hết chưa nào, cái mở nhá. Xong hết rồi. Vào đi. Quyết ơi, cho anh hai lon bia cho khách. Chị Tuyết này trông xinh nhỉ? Biết đây. Anh xin. Dám. Tôi cũng chỉ bằng tuổi con anh. Đâu. Chị em mình cùng bản bao lâu rồi? Chị biết thừa ấy, em ngoài hai con mắt rồi làm gì còn con nào nữa? Thế còn con bồ thì sao? Thái anh Lý. À. Bồ đi thỉnh thoảng cũng phải tung tăng tí cho mắt máy. Đàn ông phải có đàn bà, thuốc lào phải có lông gà mới phê. Quyên nhỉ? Chị thấy ông Khương Liều bản màu cái nào? Không được. Đấy, phải được thì Liều 4 năm cọc ở đây chị ạ. Cho em xin tí tiền hồ, gọi là công dân khách mà. 4 năm cọc đấy, rút liên tục. Chị ơi, cho nó lu lu lên tí, thế này mi mi quá, tiêu nhiều. Lượn. Bia. Vâng. Cháu bình tĩnh, bình tĩnh. Cút! Bố mày không có thời gian nói chuyện với mày. Thằng cháu này hỗn thật đấy. Chú định đến cho mày vay tiền chơi tiếp mà mày láo quá. Mom! Tiền đâu? Được đấy. Tiền không thiếu. Cháu. Đấy, bây giờ mình nhìn rõ mặt ông chú. Đẹp trai, lắm lông đẹp trai đấy. Ê, ê. Thế à? Mặt mày có bản lề sao mà lật nhanh ấy? Cháu là cháu của chú mà này. Lật nó phải nhanh như đó. Rồi đưa tiền đây mà không? Tiếp đi, tiền đây rồi. Khoan. Cho vay. Vay đi vay, ngợi cái gì nhở? Giấy vay tiền rồi. Ôi. Điểm chỉ đấy. Chặt phục dê nhở? Đây không? Lướt. Tiếp tục. Chiến tiếp. Nhanh lên. Được nhé. Đồng ý anh em ơi. Đồng ý anh em ơi. Đồng ý anh em ơi. Đồng ý. Ê. Anh chào người đẹp. Cứ đi về nhé. Khoan đã. Dạo này người đẹp thì có vẻ thiếu hơi dai, cho nên hơi gầy. Thương Phương Phước mà kỳ lạ thật, giữa cái chốn khỉ ho cò gáy thế này lại có bông hoa rừng ngọt nước thế. Ông dám hả? Thầy ca gì? Tránh Phương Phước rồi ạ. Ao mà lại sợ Phương Phước à?
thấy anh chỉ đùa tí cho vui thôi. Mấy con lợn nữa, lừa hết tiền của bố mày nhá. Hàng kia làm sao? Soi bố mày à? Làm gì mà để thua cái độ này? Chúng nó lừa mất 1 triệu đô của tao đấy. Anh là đàn ông, sao mà cứ ta mày với phụ nữ thế nhỉ? Em là Tuyết, là quản lý của cái xong này. Mà anh cứ nói quá lên đi chứ. Ở đây bọn em làm ăn đàng hoàng và rất có lương tâm. Cả 1 triệu đô tiền hơi của anh ấy, em chưa đủ tầm để cầm đâu. Như nào? Nói cái gì ấy? Làm sao? Em định làm gì? Quần áo của anh đây, mặc vào đi. Theo tôi nấu cái gì cho mà ăn? Yêu anh đi. Làm nương tử của anh á. No đã rồi tính. Đưa đồ ăn lại, em đói. Tôi mua cho anh mấy bộ quần áo, ăn uống tắm giặt xong, xong rồi đi về nhá. Bọn họ đang muốn hạ anh ấy. Bọn nào? Anh thách cả họ để chúng nó luôn. Mấy con lợn nhựa. Không nói như thế được. Dù sao ấy thì đây cũng là địa bàn của họ, có luật riêng, chính quyền cũng khó mà can thiệp vào được. Nếu có chuyện gì xảy ra ấy thì chỉ thiệt anh thôi. Tịnh anh à? Thích. Thích vì anh điên điên ấy. Thế tim anh đập căng không? Không sao. Chạy mùi đấy nhỉ. Cái loại biết tranh thủ phết nhỉ. Thay quần áo rồi đi về đi. Rách việc.